Rapper Travis Scott mới đây đã lên tiếng cáo buộc người mẫu Rojinka bịa chuyện anh ngoại tình với cô sau lưng bạn gái Kylie Jenner. Hành động này tiếp tục gây ra những tranh cãi gay gắt giữa nam ca sĩ và người mẫu Rojinka. Mọi chuyện nổ ra vào tuần trước khi trên trang cá nhân, người mẫu Rojinka đăng ảnh chụp buổi ghi hình MV của Travis Scott. Rapper sau đó phủ nhận không biết cô khiến Kha tức giận. Cuộc tranh cãi giữa rapper và người mẫu Rojinka vẫn chưa có hồi kết khi mới đây, rapper người Mỹ viết trên trang cá nhân rằng một kẻ không mời đã chụp lén những bức ảnh về trường quay vốn phải được giữ kín và tung lên mạng như một chiêu trò. Rojinka và Travis Scott từng bị đồn hẹn hò vào năm 2013 trước khi rapper quen Kylie Jenner. Khi cặp sao chia tay một thời gian ngắn năm 2019, nhiều tin đồn cho rằng nguyên nhân tan vỡ là Scott có một người thứ ba. Một trong những cô gái bị nghi ngờ lúc đó là Rojinka, nhưng người mẫu đã phủ nhận. Camille Vasquez, luật sư từng giúp nam tài tử Johnny Depp thắng kiện vợ cũ Amber Heard, đã từ chối bào chữa cho Kanye West vì nam rapper đã từng bình luận kỳ thị người Do Thái. Theo đó, nữ luật sư Camille Vasquez đã thông báo với công ty chủ quản sẽ không làm việc với Kanye West sau khi anh chủ động tìm đến nhờ cô ra tòa để bào chữa vào hồi tuần trước. Phía Vasquez chỉ nhận lời làm việc nếu rapper rút lại các bình luận mang tính kỳ thị người Do Thái. Cuối tuần trước, Kanye West khẳng định trong một cuộc họp báo rằng sẽ không nhượng bộ. Kanye West hiện nhận làn sóng tẩy chay từ nhiều đồng nghiệp và đối tác sau hàng loạt hành động khó hiểu. Rapper cũng gây tranh cãi khi bình luận sai về cái chết của người đàn ông da màu George Floyd. Với phát ngôn này, rapper đang phải đối mặt với vụ kiện 250 triệu đô la Mỹ do gia đình George Floyd đệ đơn. Tài tử Henry Cavill mới đây xác nhận anh sẽ tiếp tục đóng Superman trong vũ trụ điện ảnh DC. Thông tin này đã được nam tài tử đăng tải lên tài khoản Instagram cá nhân trong bộ trang phục Superman quen thuộc. Những chia sẻ của Henry Cavill về sự trở lại của mình trong vai Superman đã dập tắt những suy đoán trong nhiều năm dài xung quanh vai diễn này. Cavill cho biết hình ảnh ở đầu video và phân cảnh của Superman trong Black Adam chỉ là một trong những điều rất nhỏ về chuyện sắp diễn ra. Nam tài tử cảm ơn khán giả vì đã ủng hộ và chờ đợi anh suốt thời gian qua. Trong quá trình quảng bá Black Adam, The Rock từng hé lộ về cuộc đối đầu giữa nhân vật phản anh hùng Black Adam và Superman của Cavill. Hình ảnh Superman của Cavill được xây dựng theo hướng đen tối hơn so với các bản trước đây, gây ra phản ứng trái chiều. Bên cạnh vai Superman, Cavill gây chú ý khi đóng series hành động kỳ ảo The Witcher, bom tấn Mission Impossible Fallout hay vai Sherlock Holmes trong Enola Holmes. Nhóm nhạc Blackpink tiếp tục mang về thành tích mới sau lần trở lại hoành tráng trong năm 2022. Đáng chú ý, Blackpink đã đạt được thành tích này chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi phát hành, một dấu mốc đầy ấn tượng đối với nghệ sĩ trên toàn thế giới. Mới đây, MV mở đường cho sự trở lại của Blackpink mang tên Pink Venom đã chính thức vượt mốc 400 triệu lượt xem trên YouTube. Như vậy, Pink Venom đã chính thức trở thành ca khúc K-pop đầu tiên và duy nhất ra mắt vào năm nay, cán mốc 400 triệu lượt xem cho tới thời điểm hiện tại. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho vị thế của nhóm nhạc nữ nhà YG Entertainment trên thị trường âm nhạc. Đối với riêng Blackpink, Pink Venom là ca khúc thứ 10 của nhóm chạm tới cột mốc này. Trước đó, hàng loạt bản hit của nhóm cũng làm được điều tương tự, bao gồm Bumbaya, Whistle, Playing With Fire, As If It's Your Last, Do 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 Do, Kill This Love, How You Like That và Ice Cream. Trước đó, Pink Venom cũng đạt loạt thành tựu lớn trên thị trường quốc tế. Nổi bật nhất, ca khúc này đã giúp Blackpink trở thành nhóm nhạc sở hữu ca khúc K-pop trụ hạng lâu nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong năm nay.